Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho Alo Chuyện Mình Tổ Quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và lái xe kênh YouTube phát triển. Hôm nay là ngày 25 tháng 11, cũng là ngày thứ bảy cuối tuần. Em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể anh em cho Alo Chuyện Mình Tổ Quốc cùng gia đình có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Và hôm nay em cũng xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Panasonic với model của nó là SL-PS700. Đây là model em bán cũng rất là nhiều rồi, giá thành rẻ, chất đâm hay, mắt đọc cực tốt, chuyển bài nhanh. Nó dòng mắt từ mà, bác nào mà muốn mua cái đầu ít tiền và mắt đọc chuyển bài nhanh thì đây là một cái đầu đáng để cậu chơi. Và cái model này thì khách hàng của em sử dụng thì là đánh giá rất là cao. Này. Nó chỉ là cái thương hiệu đấy, đâm ra nó rẻ tiền thôi, chứ thực tế là cái chất âm của nó vượt xa thật là rất là nhiều, ngoại hình của nó rất là đẹp, mắt đọc cực tốt. Này. Nó sở hữu size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 13 cm và chiều sâu của nó 33 cm, và nó nặng là 5,2 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen đấy. Sơn màu đen. Thiết kế cái cửa đĩa ở giữa nhìn hai bên rất là hài hòa. Đấy. Ngoài cái phần đáy của nó là bọc bằng lớp thép ra thì dưới này nó là bọc thêm một lớp nhựa nữa. Một nửa cái đáy này. Đấy, rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đấy. Thì chiếc đồ này được sản xuất năm 1991. Nó sử dụng mắt đọc của Panasonic. Đấy. Đọc thì không gắn đĩa, chuyển bài rất là nhanh. Chip giải mã thì dùng chip giải mã mát, chất âm đưa ra rất sạch sẽ, mềm mại và chi tiết. Về phần ngoại hình, em quay chi tiết để bạn được xem ngưỡng ạ. Mặt tiền em này thì cơ bản rất đẹp. Hồi đây. Ở đây thì có những vết sức mờ không đáng kể. Đấy. Ở bên đây thì cũng vậy. Đấy. Phần cạnh trên thì khá là đẹp. Đấy, đây có một cái vết xước này, đây vết xước này, ở đây cũng vậy. Đấy, còn lại thì khá là đẹp. Đấy. Đây là phía sau. Model của nó là SL-PS700, điện 100V, công suất là 13W, được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Xe máy của nó là FE1EA13656. Và chiếc này có một đường nguồn vào là đường dây số 8 rồi nhé. Đấy. Và có một đường A-lốc ra, chân được mạ vàng đây. Đó, chân mạ vàng. Và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối thì bên ngoài. Đấy. Còn đây là phần nội thất bên trong. Rất bên trong của chiếc đồ này. Phần nội thất bên trong, những cái bộ cơ bác ạ, rất là chắc chắn, êm mái. Mở đây. Linh kiện thì linh kiện cao cấp quá nhé. Đấy. Nguồn được bọc rất là kỹ càng. Đấy, ngoài cái phần lớp tôn thép bọc phía đáy ra thì dưới là lớp nhựa nữa để bọc rất là cẩn thận. Đây là dòng mắt từ và đọc rất là nhanh. Sau này nó có hư các bác chuyển sang em xử lý cho các bác, chỉ hết 300.000 thôi các bác nhé, dòng mắt này. Đấy. Rồi. Mà sau đây em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đồ này thì em bán với giá là 1,2 triệu đồng nhé. 1,2 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đây một chiếc đầu tầm giá này thì
các bác không thể không hài lòng nhé. Đã nhận đĩa luôn. À, các bác hãy đeo tay phone vào để cùng em thưởng thức. Và em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0907 223 269 ạ. Buông tay đọc ạ. Như tiếng tơ
chân theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần, rồi hoa theo chân này đọc ạ. Nhưng bỗng mùa thu trên đường xa phố thì tôi
Rồi em xin phép được video tại đây. Thì chiếc đồ này em bán với giá là 1,2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.